quen thuộc để kết thành băng bằng tiếng hát. Công ty Thờ Hoài Nguyễn, công ty Audio Hoài Nguyễn xin trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay Hoài Nguyễn giới thiệu các bác một dòng sản phẩm mang tính hoài niệm. Thì đây là một chiếc đầu phát bằng cối có tên là Akai, và mã sản phẩm của chúng là GX635D. Thì một dòng này là dòng nhất mang tính chất hoài niệm, và cái dòng đầu quay bằng khối này nó có những năm trước 75, mà khi đất nước Việt Nam bị chia cắt Bắc Trung Lan, Bắc Lan, thì lúc ấy miền Bắc là đang trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa và tăng cường lực lượng vào miền Nam giải phóng. Thì những dòng này là dân Sài Gòn, người Sài Gòn rất ưa thích, và là một công nghệ mới, và người Sài Gòn lúc đấy rất ham mê nhạc vàng, một lối chơi thao nhã và tinh hoa. Thì anh Nguyễn này giới thiệu các bác một cái dòng sản phẩm độc lạ và hiếm hiện nay trên thị trường Việt Nam, có đầu bằng cối Akai và ngắm một sản phẩm nhé. Mà các nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Đây chính là chất của ca sĩ Trần Linh, một giọng ca để đời.